sắp hết hàng nha mọi người ơi. À, số 90 khui thùng ở số 90 nha. Thì mọi người cũng biết là đây là cái đĩa, đây là cái đĩa, đây là cái phần mềm này, không quan tâm tới đâu mọi người. Nhưng mọi người quan tâm đó, quan tâm mọi người quan tâm đó là quan tâm cái sổ mọi người. Đĩa này thì trên tay qua gì với cái phần mềm thì trên Google nhóc mọi người. Cuốn sách này rất là quan trọng luôn nha mọi người. Nhiều người không có quan tâm cuốn sổ này đâu, hồi đó giờ ít ai quan tâm đúng không? Nhưng là nó có tất cả cái những cái gì hướng dẫn trong đây hết mọi người. Mọi người bấm vô phần mềm mà có vào dịch đó mọi người, dịch đây. Có nhiều người là không có quan tâm tới cái phần mềm và cái cuốn sổ đâu. Nè, nó có hướng dẫn mọi người hết nè. Mọi người nè, mình muốn sử dụng được thiết bị thì mình phải tìm hiểu thiết bị đó, nó hoạt động như thế nào. Đó, thấy không? Thì đầu tiên có nói vào mic nè, phải không? À, đại. Đó mọi người thấy không? Chỉnh nè, volume kia đâu đó. Thấy không? Mọi người đồng nè, do giống như là kia đồng, đó, mixer đúng không? Cái con này á, thường thường là kia bằng mixer mọi người. Thì mixer thường thường là nó mixer nó có DSP, DSP có nè. Thì cái con này là nó là mixer thôi mọi người, đúng không? Thì bên hãng nó để là mixer rồi. Đây bên đây mình kêu bằng dân số thôi, bên bỏ nó đâu biết dân số là gì đâu. Nó được switch mua xít vào nè, có hai anh nè. Switch là công tắc đó mọi người. Mọi người phải đọc hiểu cái này. Đó, 036 dB nè. Thì ít ai mà quan tâm tới cuốn sổ lắm. Thấy không? DSP. Đó, mixer, cái này mình nói là con này là con mixer. Controller. Tại vì nó có DSP nè. Có nhiều người không hiểu nó vô nè. Chỉ đổi DAC nè. Là BF nè, mút. Nói chung là mọi cái này á, là mọi người phải tìm hiểu. Thì đây là input đó nè, thấy không mọi người, thấy không? Apical nó hướng dẫn hết trơn mọi người nè. Nếu mua dân số về mới mua sổ là đọc. Ở đó giờ rất là nhiều, mình dám khẳng định rất là nhiều anh em mua về đó giờ không có đọc cái này. Rất là chi tiết luôn. Đó, thấy chưa? Người ta đã hướng dẫn cho mình hết rồi, mình không có đọc mà mọi người cứ chê dân số là dân số. Cái này dân số là bên mình kêu thôi. Còn theo mình là controller hoặc là mixer số. Mọi người thấy chưa? Ghi đầy đủ hết trơn luôn. Center là sao, dốc cắt là sao, hết đủ hết. Mọi người nên đọc cái sổ này nha. Bây giờ tiếng Anh thì quá dễ rồi, lấy con Google dịch, quay camera vô là tự động dịch hả? Đúng không? Đây, remote nè. Chỉ có cuốn sổ thôi mà nó phức tạp quá mọi người. Thì bên đây có gì? Đó, đây, đĩa. Rồi thì mọi người nguyên sản phẩm thì nó có dây. Mọi người sẽ cáp thì mọi người cáp. Có cáp. Đập hộp luôn, mình gọi sao mà gọi là mod nè. Mod này sử dụng không sử dụng cũng được. Rồi, khui ra. Mọi thấy chưa? Quá đẹp. Đó mình kêu bằng controller. Có 690. Mặt nhôm rất là đẹp nha mọi người. Mà hàng sắp hết rồi mọi người, không còn nhiều đâu. Tôi cũng còn có một mấy con nó hết rồi. Thì mọi người thấy ba cái mod này không? Ba cái mod này ha. Mọi người lưu một chương trình vô mic 1. Rồi mình để mình nghe nhạc. Cái mod này hát karaoke. Mod này để hát nhảy. Đó, mic. Rồi đằng sau đít có cái gì? Cái này mình mọi người nào mà cạo ra mà lấy vàng được không mọi người? Giống thịt vàng luôn ha. Đẹp. Cạo ra mà lấy vàng luôn. Nói chơi thôi không phải đâu nha mọi người. Nó là Apical mọi người. TV thông minh á. Có ngõ này tiếng này, đúng không? Mà hết, châu cá hết rồi mọi người. Đây. Những cái chấu này là bằng gì ạ? Bằng đồng. Mic A, mic B. Ngõ này mình xài phone, ngõ này xài shop, ngõ này mình xài EcoG vẫn được luôn. Ngõ này monitor, ngõ này là ngõ red này thu âm. Đấy, ao nè. Ao là ao chuẩn luôn á. Thấy không, rất tiện không? Hiện tại đang khuyến mãi có 5 triệu một con thôi mọi người. Quá rẻ. Setup thì hoàn thiện luôn thì 5 triệu rưỡi. Tầm cặp mình dây dắt. Đó. Số lượng không còn nhiều đâu mọi người. Còn mấy cái, 20 cái nó hết rồi. Ok, mọi người cần liên hệ nha.